chi ra hàng trăm triệu để học đại học, nhưng mà khi ra trường mức lương nhận được vỏn vẹn chỉ có 5 triệu. Đó là một thực trạng không hề hiếm. Do đâu mà mức học phí nó lại đắt đỏ như vậy và cái mà mình nhận được thì nó lại không xứng đáng? Video này thì mình sẽ đưa ra một vài góc nhìn, phân tích nguyên nhân, nêu ra cảm nhận cá nhân cũng như là đưa ra một vài hướng giải quyết để các bạn tham khảo. Cách đây hơn 10 năm khi mà mình đặt chân vào năm nhất đại học, mình còn nhớ mức học phí mình phải chi trả cho một kỳ chỉ có 3 triệu đồng. Mình cảm thấy đó là một mức học phí khá là hợp lý. Nhưng sau một học kỳ thì mức học phí nó lại lên vài trăm nghìn, và sau một vài năm thì mình bắt đầu cảm thấy mức học phí này nó cũng khá là chát. Tuy nhiên mình thì học trường công, những bạn chọn học trường tư thì cái giá mà các bạn phải trả nó lại gấp 2, 3, 4, 5, 7 lần. Các bạn chọn học các trường tư như là Hoa Sen, Hồng Bàng, Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc tế, v.v. thì mức học phí nó có thể lên đến 4, 50 triệu một kỳ, hoặc ít nhất cũng là mười mấy, 20 triệu một kỳ. Học phí là một chuyện, còn chi phí sinh hoạt nó lại là một vấn đề khác. Hầu hết các bạn học đại học đều từ tỉnh lẻ đổ về. Trong lớp có 50 bạn thì chỉ có từ 1 đến 3 bạn là người Sài Gòn, còn lại là từ các vùng miền khác đổ lên, cho nên các bạn phải chi trả thêm chi phí sinh hoạt như là tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền xăng xe đi lại. Nếu một năm các bạn ở Sài Gòn 10 tháng thì vị chi là các bạn còn phải trả thêm vài chục triệu nữa. Rơi vào khoảng 30, 40, 50. Và không phải lúc nào các bạn học 4 năm thì các bạn cũng sẽ ra trường, có những ngành học kéo dài lên 5-6 năm. Hoặc các bạn không tập trung học tập, các bạn nợ môn, nợ tín chỉ, phải học lại, thi lại thì thời gian học nó cũng kéo dài ra. Cũng sẽ có những bạn chi tiền cho các khóa học bên ngoài để học thêm ngoại ngữ hoặc một số kỹ năng khác. Và xui rủi nhất là những trường hợp học một ngành sau 2-3 năm thấy không hợp và đổi sang một ngành khác rồi học lại từ đầu. Thì lúc đó tất nhiên là mình phải chi trả tiếp cho học phí và chi phí sinh hoạt cho đến khi nào mà các bạn ra trường. Có nghĩa là mình sẽ chịu rất là nhiều khoản chi phí phát sinh cũng như là rủi ro trong vấn đề học tập. Cho nên để có tấm bằng đại học trong tay thì tiêu tốn nửa tỷ cũng không phải là một vấn đề quá xa lạ. Phụ huynh Việt Nam thì ai cũng mong muốn cho con em mình có thể học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp để có thể hãnh diện với bà con dòng họ. Cho nên dù có phải vay mượn hay là bán đất bán nhà thì cũng rất là sẵn lòng. Sang nói về vấn đề thu nhập thì theo các đầu báo uy tín, thu nhập bình quân của dân Sài Gòn là rơi vào khoảng 9 triệu mấy một tháng. Mình có thể làm tròn thành 10 triệu cho dễ tính. Mà các bạn sinh viên mới ra trường là những thành phần lao động mới còn rất là non nớt. Nếu mà mới ra trường mà có mức thu nhập tầm 10 triệu thì mình nghĩ năng lực cũng ở mức khá. Còn thông thường mức lương khởi điểm có thể rơi vào khoảng từ 6 đến 8 triệu. Và cái vấn đề là khi các bạn học, các bạn tốt nghiệp xong thì không phải lúc nào ở thành phố cũng sẽ có thể đón nhận được 100% lượng sinh viên tốt nghiệp. Hiểu một cách đơn giản là lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm là rất lớn, đa số là từ tỉnh lẻ đổ lên. Ở thành phố không thể nào tạo ra một số lượng việc làm mới nhiều như vậy mỗi năm được. Sẽ có những bạn phải quay về làm việc ở tỉnh lẻ, mà nếu không ai quay về thì các tỉnh có thể là sẽ bị thiếu lao động. Và những bạn trở về quê nhà cũng sẽ được kề cận với gia đình, được chăm sóc bố mẹ và đỡ phải lo lắng về chỗ ở, chi phí sinh hoạt hơn so với ở thành phố. Ở tỉnh thì mức lương phổ biến cho các bạn sinh viên mới ra trường có thể rơi vào khoảng 4 triệu rưỡi đến 6-7 triệu và sẽ có thể tăng dần theo năng lực. Đối với những bạn chọn về tỉnh làm việc, cho dù các bạn có bằng cấp loại khá, loại giỏi, có là du học sinh đi chăng nữa thì mức lương của các bạn cũng khó có thể cao được, do mức chi trả của các doanh nghiệp ở đấy thì chỉ đến mức đó thôi, nên đôi khi mình sẽ rơi vào tình thế không có đất để dụng võ. Cái này mình chỉ nói chung chung thôi, còn tùy theo các bạn ở tỉnh thành nào nữa. Có những tỉnh thành rất là phát triển và có nhiều cơ hội, nhưng mà cái mình nói thì nó thuộc về số đông. Đúc kết lại vấn đề thì cái việc chi ra hàng trăm triệu để học đại học và sau đó nhận được mức lương 5 triệu khi mới ra trường cũng là một vấn đề khá là dễ thấy. Có thể nhìn thấy được ở bạn bè, người thân xung quanh, thậm chí là chính bản thân mình. Và cũng không phải là do các bạn yếu kém, có thể xuất phát từ hoàn cảnh là mình về quê để lập gia đình hay là để được chăm sóc bố mẹ. Cho nên mình cảm thấy giới trẻ ngày nay rất là áp lực. Không chỉ 4 năm đại học mà mức đầu tư học phí cho từ mẫu giáo đến lớp 12 cũng khá là tốn kém. Ba mẹ dù có thương con nhưng khi nhìn thấy cái kết nó không xứng đáng với những gì mình đầu tư ra thì cũng sẽ có phần khó hiểu. Chưa kể là khi tham gia mạng xã hội sẽ có những người vì bất chấp câu view mà làm những cái dạng content khoe tiền, khoe nhà, khoe xe. Nếu như mà mình không đủ cái sự tin tưởng thì mình sẽ rất dễ rơi vào tình trạng áp lực và chán nản. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ là khỏi học hành gì nữa? Tất nhiên là không rồi. Tại sao chúng ta phải đi học?
Ngoài cái chuyện bằng cấp ra thì việc học nó còn nhiều giá trị khác nữa. Khi mà các bạn mới học xong cấp 3, tức là chỉ mới 18 tuổi, thì bản thân mình sẽ còn khá là non nớt. Mặc dù là về thể chất, về sức khỏe mình đã hoàn thiện, nhưng mà về mặt cảm xúc, tâm lý thì mình vẫn chưa đủ sự chín chắn để bước ra xã hội. Ở đại học là một môi trường học thuật có tính lành mạnh, thầy cô là những người có tri thức, bạn bè là những người có ý chí học tập. Nói chung 18 tuổi thì còn non lắm, và môi trường đại học là một môi trường tốt, một môi trường lành mạnh để mình có thể học tập và phát triển bản thân. Sau vài năm khi mà mình đã có thể phát triển thêm về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề thì mình sẽ sẵn sàng hơn trong việc đi làm và làm những công việc có giá trị, chứ không phải là những việc lao động phổ thông bưng bê, ai kêu gì làm nấy. Vậy thì đi vào phần trọng tâm nhất của video, đó là làm sao mình có thể giải quyết được vấn đề kể trên. Chúng ta sẽ không thể giải quyết được 100% vấn đề, mà cái chúng ta có thể làm đó là làm sao tối ưu hóa được chi phí học tập ở mức thấp nhất. Đầu tiên, ai cũng có thể thấy là chúng ta nên chọn trường công, bởi vì chi phí của trường công thấp nhưng mà chất lượng đào tạo thì lại cao. Thế nhưng mà không phải ai cũng có đủ điểm để có thể đậu vào trường công, bởi vì trường công thường sẽ lấy điểm cao hơn. Vậy nếu như năng lực của mình không đủ điểm để đậu vào các đại học công thì sao? Lời khuyên của mình đưa ra là các bạn vẫn nên học trường công, nhưng mà ở hệ cao đẳng hay là học nghề. Nghe đến đây mình biết chắc là có nhiều bạn sẽ lắc đầu không chịu, bởi vì người Việt Nam mình thì rất là trọng cái danh, phải học đại học nghe nó mới sang, còn học cao đẳng, học nghề thì nghe có vẻ hơi yếu kém. Đây là một cái tư duy không ổn. Nhiều bạn có những suy nghĩ rất là đơn giản, học đại học là dành cho người giỏi, còn học cao đẳng, học nghề là dành cho những bạn yếu kém. Thì mình cũng đã có làm một cái video giải thích sự khác biệt giữa học đại học và học cao đẳng nghề rồi. Các bạn có thể xem video đó, ở đây mình sẽ tóm gọn lại. Khi mà các bạn học đại học thì đa số mình sẽ học thiên về lý thuyết, mình sẽ phải học những kiến thức rất là phổ quát và có những sự nghiên cứu sâu rộng. Trong khi đó, học cao đẳng, học nghề thì nó sẽ thiên hẳn về thực hành. Và có rất nhiều bạn khi học lý thuyết thì cảm thấy rất là nhức đầu, rất là buồn ngủ, cảm thấy khó hiểu, không có tiếp thu được. Nhưng mà khi vào thực hành thì các bạn làm rất là giỏi, tiếp thu rất là nhanh. Cho nên là mình cần phải chọn cái cách học nào nó phù hợp với mình. Và khi học cao đẳng xong, nếu cần thiết thì mình hoàn toàn có thể liên thông lên đại học. Chứ không phải học cao đẳng xong là mình chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Mình có thể liên thông lên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ rất là bình thường. Và cái điều đặc biệt là khi các bạn học nghề, học cao đẳng thì mình sẽ được sớm tiếp xúc với chuyên ngành, với công việc. Từ đó mình sẽ có thể nhanh chóng nhận biết được là mình có yêu thích, có phù hợp cái ngành nghề đó hay không, để mình sớm tìm ra được hướng giải quyết. Còn nếu các bạn chọn học đại học thì có thể là năm nhất, thậm chí sang năm 2 mình phải học các môn đại cương như là tư tưởng Hồ Chí Minh, triết học Mác Lênin, toán cao cấp, vân vân. Và khi mình học các môn đại cương mình chưa vô được chuyên ngành thì mình sẽ đâu có thể nào biết được là mình có phù hợp, có yêu thích cái ngành nghề đó hay không. Và lỡ như mà mình không hợp với cái ngành đó thì nó sẽ khiến cho mình cực kỳ mất thời gian luôn. Chưa kể là nếu mình không đủ điểm học trường công thì mình phải vào trường tư với mức học phí rất là đắt đỏ. Nên là mang cái danh học đại học nghe nó rất là sang, nhưng mà cái giá mình phải trả nó cũng khá là đắt. Tất nhiên là sẽ cũng có rất nhiều bạn phù hợp với cái việc học đại học. Cái mình đưa ra là để các bạn có thể thấy rõ và so sánh được những cái mặt lợi, mặt hại khi mà các bạn chọn các hệ học khác nhau. Mấu chốt thứ hai đó là các bạn cần có kỹ năng tự học. Đây là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng và sẽ đi theo bạn đến cuối đời. Còn ở trước mắt thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được. Có rất nhiều kiến thức, tài liệu miễn phí được chia sẻ trên Internet, và cũng có rất nhiều khóa học thu sẵn với chi phí khá là rẻ. Nhiều bạn nghĩ tự học nó rất là vất vả, nhưng mà thật ra là do các bạn chưa quen thôi. Trong suốt mười mấy năm được thầy cô kèm cặp, cầm tay chỉ việc, khi mà mình bắt đầu tự học thì mình sẽ cảm thấy không quen và các bạn cũng không tin tưởng là mình có thể tự học được. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu rồi, một thời gian sau các bạn cũng thấy nó cũng khá là dễ. Lấy ví dụ như nếu các bạn xem một bài giảng trên YouTube so với việc các bạn đến lớp các bạn xem trực tiếp, thì thật ra nó chỉ là ghi hình lại rồi phát lại, chứ về mặt nội dung thì nó là giống nhau. Điểm khác biệt là khi mình đi học trực tiếp thì nó sẽ có sự tương tác. Tuy nhiên, học sinh Việt Nam thì lại khá là thụ động, rất là ít khi phát biểu ý kiến hay là đặt câu hỏi và phản biện. Đa số chỉ ngồi im và lắng nghe, thì cái việc đó cũng giống như là các bạn xem một cái clip thu lại. Có bạn sẽ nói đi học thì sẽ được thầy cô sửa bài. Tuy nhiên là thời gian để thầy cô sửa bài cho từng bạn có thể sẽ không đủ, mà thầy cô thường chỉ sửa một vài bài tiêu biểu để mình tự xem và rút kinh nghiệm. Thậm chí là có một vài môn học thầy cô chỉ giảng bài 1-2 buổi đầu thôi, các buổi còn lại thì sinh viên sẽ tự nghiên cứu và tự thuyết trình cho cả lớp. Đây là một điều rất bình thường khi các bạn học đại học, cho nên các bạn cần phải làm quen với việc tự học. Và mình cũng đâu có nói là các bạn phải tự học 100%,
mà các bạn có thể kết hợp giữa việc học trên lớp và việc tự học. Điều đó sẽ giúp cho các bạn dù có học cao đẳng, học nghề hay là không may rơi vào những môi trường kém chất lượng thì mình vẫn có thể phần nào tự lực mình cải thiện được vấn đề đó. Bởi vì bằng cấp thì nó chỉ là một phần thôi, kiến thức và trình độ nó mới là cái đi theo mình lâu dài. Bên cạnh đó, chúng ta có thể chọn những cái ngành nghề có triển vọng và phù hợp với thế mạnh của bản thân để mình có thể phát huy hết được năng lực. Thì đó là một vài hướng có thể giúp các bạn có thể giải quyết được một hiện trạng khá là nan giải. Đó là những điều tốt nhất mà các bạn có thể làm. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. À quên, nếu bạn nào vẫn chưa tìm ra được ngành nghề phù hợp thì các bạn có thể xem thông tin trong phần mô tả để liên hệ mình đặt lịch tư vấn. Mình có thể giúp các bạn chỉ ra những ngành nghề phù hợp với tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của các bạn. Bye bye!